Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tuổi Canh Ngọ 1990. Mỗi người chúng ta phụ thuộc vào lá số riêng, ảnh hưởng lớn nhất bởi phong thủy ngôi nhà đang sống và những người thân bên cạnh. Canh Ngọ thuộc lộ bàn thổ, hộ mệnh là thiên thủ thiên nhãn. Thiên can canh thuộc kim, địa chi ngọ thuộc hỏa. Đó là xem theo niên mệnh. Nếu xem theo bát tự tứ trụ, bạn sẽ khám phá những điều thú vị về bản thân mình. Video dụng thần cải vận cho tuổi Canh Ngọ này có các phần chính như sau. Một là tính cách và tình cảm. Hai là tra đơn giản theo niên mệnh. Ba là tra chi tiết theo 12 tháng sinh. Bốn là kết luận và cải vận. Nếu kiên nhẫn xem, các bạn có thể tìm ra được dụng thần của mình. Vào các trang web của Khải Toàn, học cách cải vận có thể gia tăng vận may. Tuy nhiên, vẫn còn phụ thuộc vào sự kiên trì lẫn yếu tố nhân quả. Nếu bạn thiếu kiên nhẫn, không nên xem video này. Luận mệnh kỹ cần rất nhiều thông tin hợp thành. Thực tế thì người thiếu kiên nhẫn khó lòng hoàn thành, khó lòng thành công trong cuộc sống. Xét theo tuổi, ta có tầm 40% mức độ chính xác. Xét thêm theo từng tháng sinh, mức độ chính xác gia tăng thêm 40% nữa. Người tuổi Ngọ cơ bản nóng tính, thích tự do tự tại. Muốn giảm tính nóng nảy thì tập ngồi thiền là cách hữu dụng nhất. Xem mệnh biết mệnh mới có thể cải mệnh. Cải biến vận trình của mình ít nhiều không thể thiếu sự tu tâm dưỡng tánh. Khi tâm an, lời nói hành động dễ thương là cái nhân. Những người bên cạnh thấy bạn dễ mến là cái quả. Tu tâm dưỡng tánh giúp tâm an. Tâm an rồi là một loại phong thủy tốt nhất. Về tình cảm, mệnh nam Canh Ngọ có phần thoải mái lẫn phóng túng. Nhưng tình cảm của mệnh nữ Canh Ngọ lại chính trực và hết lòng. Ông bà xưa nói với tuổi Ngọ là người thích đi như ngựa, dù nam hay nữ. Họ thích tự do tự tại, không thích bị ràng buộc, nhất là chuyện tình cảm. Vì tính cách thích tự do, đôi khi xem nhẹ chuyện tình cảm, nhưng lại trọng danh dự. Tính chất của Ngọ là hỏa, khi giận dữ không thể nào kiềm chế. Là tiếp người theo chủ nghĩa cực đoan, khá nóng nảy, khi cơn giận trào lên dữ dội như lửa thiêu. Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, ngoan cường, cố chấp, khó khuất phục. Ngọ còn đại diện cho mật mã đào hoa. Nếu ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc giáp sẽ có mật mã hồng diễm, là tượng trắc trở đường tình cảm. Tuổi Canh Ngọ vì thích sự tự do nên không hợp với những công việc gò bó, thích làm những ngành nghề mang tính tự do, gặp gỡ nhiều người. Họ là những người có tính hướng ngoại cao. Họ luôn muốn đặt bản thân mình vào những thử thách, xem những thử thách là một sự trải nghiệm trong cuộc sống. Thử thách là một phần trong máu của họ, vì thế đôi khi họ bỏ qua những cơ hội mang tính chất kiên nhẫn. Tuổi Canh Ngọ dễ thích nghi với những ngành nghề mang tính sáng tạo lẫn nghệ thuật. Họ có tố chất của người đứng đầu, có tố chất của người lãnh đạo, nhưng lại thiếu sự nhẫn nại. Những ai nóng giận không thể kiềm chế nên biết câu nhất sân chi hỏa, chỉ cần một que diêm có thể thiêu rụi cả khu rừng. Chỉ cần một hành động thiếu kiềm chế, một lời nói thiếu kiềm chế có thể xóa bỏ hết những công lao đã tích góp trong quá khứ. Những cơn giận không thể kiểm soát của những người tuổi Ngọ thường đẩy họ khỏi những cơ hội trong đời và cả phiền lòng những người xung quanh, những người muốn giúp đỡ họ. Kiểm soát được cơn giận là chìa khóa đầu tiên giúp người tuổi Canh Ngọ khai vận tốt hơn. Cuộc đời Canh Ngọ có nhiều thăng trầm, ít người thành công từ sớm, đa phần phải đến tuổi trung niên. Tuổi Canh Ngọ dễ thích nghi với môi trường mới và hướng ngoại nên có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Đôi lúc họ tự làm khó mình bởi sự nhiệt tình thái quá. Nhiệt tình quá mức sẽ thất vọng cao. Ví dụ hết lòng giúp đỡ người họ yêu mến, nhưng khi người đó thờ ơ với họ, họ lại tự trách mình và thất vọng. Cá tính quá mạnh mẽ
dẫn đến dễ phật lòng những người xung quanh. Các bạn nên biết, người thành công không phải là người giỏi nhất. Người thành công là người biết thích nghi với môi trường, thích nghi với hoàn cảnh. Ví dụ, khi nào nên lắng nghe, khi nào nên nhận lỗi, khi nào nên quyết đoán, và cả khi nào nên dừng lại. Chính vì cá tính mạnh mẽ, đôi khi người tuổi Canh Ngọ không chịu dừng lại hoặc không chịu kiên nhẫn lắng nghe. Bù lại, họ là người trọng danh dự. Khi nhận việc sẽ làm hết mình, không ngại khó khăn để hoàn thành. Nếu bên cạnh bạn là một người tuổi Canh Ngọ, Khải Toàn chia sẻ bí kíp giúp thu phục họ, đó chính là lời nói ngọt ngào và sự không ràng buộc. Trải qua giai đoạn thiếu niên đầy thử thách đến giai đoạn trung niên, những ai tuổi Canh Ngọ có được những bài học thất bại trong quá khứ sẽ điều chỉnh hành vi, học cách thích nghi với hoàn cảnh, cũng là lúc sự nghiệp thăng tiến. Sau đây Khải Toàn chia sẻ hai cách giúp các bạn tuổi Canh Ngọ tìm được màu sắc, trang sức, hướng phù hợp cho mệnh. Cách thứ nhất, xét đơn giản theo niên mệnh. Canh Ngọ thuộc lộ bàn thổ, xét theo kiểu này mức độ chính xác khá thấp. Mệnh thổ có thể dùng thổ hoặc hỏa. Ví dụ màu nâu là thổ, màu vàng đất là thổ. Kinh doanh, spa, dạy học, bất động sản là thổ. Màu đỏ, tím, vàng, hồng là hỏa. Kinh doanh ngành nghề liên quan đến chiên xào nấu nướng, ngành điện là hỏa. Giờ thần của mệnh thiếu hỏa là giờ Tỵ Ngọ vào buổi trưa. Tam hợp với Ngọ hỏa, ta có Dần Ngọ Tuất hoặc là Tỵ Ngọ Mùi. Tứ xung ta có Tý Ngọ Mão Dậu. Theo bát trạch thì nam khảm nữ cấn. Xét theo cách này thì 10 người dụng chỉ có 3-4 người đúng. Mời các bạn xem chi tiết tìm dụng thần tuổi Canh Ngọ theo 12 tháng sinh. Khi biết được dụng thần, các bạn vào web xem phần mô tả chi tiết theo từng ngũ hành, từ màu sắc, hình dạng động vật, ăn uống, ngành nghề để tham khảo và ứng dụng. Các bạn lưu ý, mỗi lá số thường có hai dụng thần. Nội dung tiếp theo đề cập con giáp, đề cập theo từng cụm tháng sinh và đề cập đến mệnh ngày sinh. Bát tự tứ trụ xét theo 4 cột: cột năm, cột tháng, cột ngày, cột giờ, xét cả giới tính họ tên. Ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Như hình minh họa này, ở cột số 3 phần thiên can, mệnh ngày sinh là nhâm. Ngày tháng năm Khải Toàn đề cập là ngày dương lịch. Theo cách thứ hai, tìm ra dụng thần theo bát tự tứ trụ, mức độ chính xác khá cao, hơn 80-90%. Muốn chính xác cao hơn, phải cần thêm ngày giờ và giới tính. Tháng sinh có sức ảnh hưởng không kém năm sinh. Nội dung sau đây chia thành 12 nhóm, vô cùng chi tiết, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Nhóm thứ nhất, tuổi Canh Ngọ sinh từ 27 tháng 1 cho đến 24 tháng 2 năm 1990, nhằm tháng Mậu Dần. Đã Ngọ còn thêm Dần, người sinh thời điểm này khi nóng giận dễ phát cuồng, có tính quân tử cao. Mệnh ngày sinh thuộc mộc hỏa thổ thường là mệnh tốt, ví dụ Bính Đinh Giáp Mậu Kỷ. Ngược lại, ai sinh mệnh ngày sinh thuộc kim khó thuận. Đặc biệt ai sinh mệnh ngày Bính thuộc hỏa sẽ mạnh chuyện chăn gối. Thời vận hiện tại cả nam và nữ thường không tốt với nhóm người sinh trước ngày 3 tháng 2. Canh Ngọ sinh từ 27 tháng 1 cho đến 3 tháng 2 dương lịch, vào tiết khí đại hàn. Thời điểm này thủy và thổ mạnh, thường là kỵ thủy thổ. Dụng thần đầu tiên thường là mộc, có thể thêm một ít hỏa. Màu đỏ tím vàng là hỏa, màu xanh lá là mộc. Đông nam, đông và nam thuộc mộc hỏa. Canh Ngọ sinh từ 4 tháng 2 cho đến 18 tháng 2, rơi vào tiết khí lập xuân. Thời điểm này thổ còn mạnh, dụng thần thứ nhất có thể chọn là kim. Dụng thần thứ hai cần phải có ngày sinh cụ thể. Canh Ngọ sinh từ 19 tháng 2 cho đến 24 tháng 2 dương lịch, dụng thần đầu tiên là kim.
dụng thần thứ hai có thể là thủy. Với mệnh thiếu kim nên dùng màu trắng xám, hướng tây tây bắc là kim. Giờ Thân Dậu buổi chiều là kim, gà khỉ là kim. Mệnh thiếu thủy dùng màu đen xanh dương, giữ cho gương mặt trắng sáng sẽ giúp hành vận tốt. Ví dụ người sinh ngày 11 tháng 2 năm 90 nhằm năm Canh Ngọ, tháng Mậu Dần, ngày Đinh Mùi. Người này sinh mệnh ngày thuộc Đinh Hỏa, dụng thần người này là kim thủy. Nhóm 1, người sinh từ 27 tháng 1 cho đến 24 tháng 2 năm 90 dương lịch là nhóm khó chọn dụng thần nhất nếu thiếu ngày giờ sinh cụ thể. Nhóm 2, người sinh tháng Kỷ Mão, tuổi Canh Ngọ, sinh từ 25 tháng 2 cho đến 26 tháng 3 dương lịch, đã năm Ngọ thêm tháng Mão, có hai trong tứ mã cực đoan. Người vô cùng cứng cỏi, chấp trước cao. Đa phần người sinh thời điểm này mộc vượng tức kỵ mộc. Mộc vượng đại diện cho người quân tử. Thời điểm này tiết khí vũ thủy và xung phân do mộc quản, tức là kỵ mộc. Tuổi Canh Ngọ sinh tháng Mão là người có sao hàm trì, chủ về đào hoa, tướng mạo tốt, thông minh, lãng mạn, có duyên ăn nói. Canh Ngọ sinh từ 25 tháng 2 cho đến 26 tháng 3 dương lịch, dụng thần đầu tiên đa phần là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Trừ ai sinh hai mệnh ngày Mậu và Kỷ thì nên dùng kim và thổ. Mệnh thiếu kim dùng màu trắng xám. Giờ tốt từ 15 đến 19 giờ tối. Hướng tây tây bắc là kim. Mệnh thiếu thủy dùng màu đen xanh dương, càng về tối khuya tinh thần càng phấn chấn. Nhóm thứ ba, tuổi Canh Ngọ sinh tháng Canh Thìn, sinh từ 27 tháng 3 cho đến 26 tháng 4 dương lịch. Năm sinh Canh Ngọ, sinh tháng Canh Thìn, nếu mệnh ngày sinh thuộc tính dương sẽ là mệnh của người đứng đầu. Mệnh lãnh đạo, đây là nhóm người có tài trí. Thìn chủ về khí chất lẫn linh hoạt. Thìn thổ còn đại diện cho đất đai nhà cửa. Ngày sinh thiên can thuộc tính dương, ví dụ Bính Giáp Mậu Nhâm. Nếu ai sinh mệnh ngày Mậu hoặc Kỷ, sinh tháng Thìn sẽ lận đận chuyện tình cảm. Mệnh nữ tuổi Ngọ sinh tháng Thìn dễ cô đơn vì có sao Quả Tú. Canh Ngọ sinh từ 27 tháng 3 cho đến 19 tháng 4, dụng thần đầu tiên đa phần là kim, dụng thần thứ hai là thủy. Canh Ngọ sinh từ 20 tháng 4 cho đến 24 tháng 4, dụng thần đầu tiên đa phần là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mệnh thiếu kim dùng màu trắng xám. Giờ thần là giờ Thân Dậu buổi chiều. Hướng tây tây bắc là kim, vàng bạc trang sức là kim. Mệnh thiếu thủy màu đen xanh dương là thủy. Nên giữ cho gương mặt trắng sáng và gội đầu vào mỗi sáng sớm giúp hành vận tốt. Nhóm thứ tư, người sinh tháng Tân Tỵ, tuổi Canh Ngọ sinh từ 25 tháng 4 cho đến 23 tháng 5 dương lịch. Năm Canh Ngọ sinh tháng Tân Tỵ, Tỵ Ngọ hợp hỏa, lá số có tính hỏa vượng, dễ nóng nảy. Năm sinh Ngọ đại diện cho người nhiệt thành, thì tháng sinh Tỵ đại diện cho linh hoạt, giỏi ứng biến, có phần kiêu căng. Năm Ngọ tháng Tỵ đa phần là người hướng ngoại, trừ ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Quý hoặc Tân. Canh Ngọ sinh từ 25 tháng 4 đến 23 tháng 5, dụng thần đầu tiên đa phần là thủy, dụng thần thứ hai là kim. Mệnh nữ sinh thời điểm này có vận không đẹp, sau 40 tuổi mới gặp đại vận có thủy, tức là vận tốt, cuộc đời chuyển biến nhiều. Ngược lại, mệnh nam có thời vận khá hơn, nhưng sau 43 tuổi gặp nhiều thử thách lớn. Mệnh thiếu thủy dùng hình gợn sóng, màu đen xanh dương là thủy, giữ cho gương mặt trắng sáng và gội đầu vào mỗi sáng sớm giúp hành vận tốt. Đi ngủ hoặc tập thể dục nên mang theo chai nước suối. Nhóm 5, tuổi Canh Ngọ sinh tháng Nhâm Ngọ, sinh từ 24 tháng 5 cho đến 22 tháng 6 dương lịch và 23 tháng 6 cho đến 21 tháng 7 dương lịch. Thời gian này là tháng Nhuận, cũng là tháng Nhâm Ngọ. Năm sinh Canh Ngọ, sinh tháng Nhâm Ngọ, hai chữ Ngọ là một trong tứ mã cực đoan, thích tự do, đầy nhiệt huyết, cố chấp cao.
có tài lãnh đạo nhưng có thể dẫn đến những sai phạm vì quá nóng nảy. Đa phần người sinh thời điểm này hỏa vượng tức kỵ hỏa. Hỏa vượng đại diện cho người nhiệt thành, giàu năng lượng, người hướng ngoại. Nếu ai sinh mệnh ngày thiên can là Tân, Canh, Quý, Nhâm sẽ cơ cực vất vả hơn và dễ phạm thị phi. Mệnh ngày sinh thuộc Bính, Đinh, Mậu, Kỷ có vận khá tốt. Ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Dương có tố chất lãnh đạo. Đại vận 34 cho đến 43 tuổi, nhiều gian nan thử thách. Năm Ngọ tháng Ngọ là người có khả năng thăng tiến tốt trong công việc. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Giáp sẽ có mật mã Hồng Diễm, là mật mã trắc trở đường tình cảm. Canh Ngọ sinh từ 24 tháng 5 cho đến 21 tháng 7 dương lịch, dụng thần đầu tiên là Thủy, dụng thần thứ hai là Kim. Ai sinh mệnh ngày thuộc Ất không nên dùng nhiều kim. Mệnh thiếu Thủy dùng màu đen xanh dương là Thủy, logo hình gợn sóng, hình tượng chuột heo là Thủy, ví dụ chuột Mickey. Nên giữ cho gương mặt trắng sáng, đi ngủ tập thể dục, mang theo chai nước suối. Giờ thần của mệnh thiếu Thủy nên tận dụng vào buổi tối. Nhóm 6, tuổi Canh Ngọ sinh tháng Quý Mùi, sinh từ 22 tháng 7 cho đến 19 tháng 8 dương lịch. Năm Canh Ngọ sinh tháng Quý Mùi, thời điểm này thổ hỏa quản, là mệnh kỵ hỏa thổ. Nếu năm Ngọ thiên về người nóng tính, sinh tháng Mùi chủ về người nội tâm, tốt tính. Mùi thổ còn đại diện cho đất đai nhà cửa. Ngọ Mùi hợp hỏa, khi cơn giận lên cao khó lòng kiểm soát. Năm Ngọ tháng Mùi là nhóm người có sao thiên nghi, có khả năng làm thầy, giảng dạy, nghiên cứu. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Giáp hoặc Mậu sẽ có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Canh Ngọ sinh từ 22 tháng 7 cho đến 7 tháng 8 dương lịch, tiết khí đại thử, dụng thần đầu tiên là Thủy, dụng thần thứ hai là Mộc. Canh Ngọ sinh từ 8 tháng 8 cho đến 19 tháng 8 dương lịch, tiết khí lập thu, dụng thần đầu tiên là Mộc, dụng thần thứ hai là Thủy. Mệnh thiếu Mộc dùng màu xanh lá, logo hình vuông, hình tượng mèo Kitty, mèo Doraemon là Mộc, hổ cũng là Mộc, mua hoa cây cảnh đội nón là Mộc. Giờ thần của người thiếu Mộc là giờ Mão Thìn vào buổi sáng. Mệnh thiếu Thủy dùng màu đen xanh dương, hình tượng chuột heo là Thủy. Nhóm 7, người tuổi Canh Ngọ sinh tháng Giáp Thân, sinh từ 20 tháng 8 cho đến 18 tháng 9 dương lịch. Năm sinh Canh Ngọ sinh tháng Giáp Thân, thời điểm này kim bắt đầu vượng. Năm Ngọ thích tự do thì sinh vào tháng Thân, đại diện cho người rất linh hoạt, người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thương yêu gia đình nhưng có phần háo thắng, khó chịu thua ai. Nếu Ngọ đại diện cho thích đi, có thêm Thân là có sao dịch mã, cuộc đời dễ biến động, đi xa, làm công việc xa. Nam giới sinh nhóm này có mật mã cô thần, chủ về dễ làm việc cô đơn, ít quan tâm chuyện tình cảm. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Mậu sẽ có mật mã văn xương. Văn xương là mật mã thông minh sáng dạ. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc Ất sẽ có mật mã Hồng Diễm, là một mã trắc trở chuyện tình cảm. Canh Ngọ sinh từ 20 tháng 8 cho đến 18 tháng 9 dương lịch, dụng thần đầu tiên là Mộc, dụng thần thứ hai là Hỏa. Trừ ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm không nên dùng Hỏa. Mệnh thiếu Mộc dùng màu xanh lá nên ăn chay. Hình tượng mèo Doraemon, mèo Kitty là Mộc, hổ cũng là Mộc. Mua hoa, mua cây cảnh, ở nhà có nhiều đồ gỗ, đội nón đều là Mộc. Giờ thần của người thiếu Mộc là buổi sáng, giờ Hỏa là buổi trưa. Nhóm 8, tuổi Canh Ngọ sinh tháng Ất Dậu, sinh từ 19 tháng 9 cho đến 17 tháng 10 dương lịch. Năm sinh Canh Ngọ sinh tháng Ất Dậu, thời điểm này kim vượng,
do tiết khí thu phân và hàng lộ quản. Ngọ và Dậu là hai trong tứ mã cực đoan, người kiên cường mạnh mẽ, đa phần sinh thời điểm này kim quá vượng, tức kỵ kim. Kim vượng đại diện cho người dễ gây sát thương với người khác qua lời nói. Người kim vượng đầy trượng nghĩa. Nếu ngọ đại diện cho kiên cường, thích tự do, thì sinh tháng Dậu rất cố chấp, không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào bế tắc. Người tuổi ngọ sinh tháng Dậu là có sao Hồng Loan, đại diện cho đào hoa và dễ có tình yêu. Đặc biệt, ai sinh mệnh ngày Thiên Can thuộc Tân sẽ mạnh chuyện chăn gối. Canh ngọ sinh từ 19 tháng 9 cho đến 17 tháng 10 dương lịch, dụng thần đầu tiên đa phần là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa, trừ ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm thuộc Tân không nên dùng hỏa, và ai sinh mệnh ngày thuộc Kỷ không nên dùng nhiều mộc. Mệnh thiếu mộc dùng màu xanh lá là chính, có thể dùng màu của hỏa, đỏ tím vàng. Ăn chay, ăn nấm là mộc, hình tượng hổ mèo là mộc. Mua hoa mua cây cảnh là mộc, đội nón cũng là mộc. Giờ thần của mệnh thiếu mộc là vào buổi sáng và buổi trưa. Nhóm chính, người tuổi Canh Ngọ sinh tháng Bính Tuất, sinh từ 18 tháng 10 cho đến 16 tháng 11 dương lịch. Năm Canh Ngọ sinh tháng Bính Tuất, Ngọ Tuất hợp hỏa. Nếu Ngọ đại diện cho người năng động thì thêm Tuất càng không ngừng ngơi nghỉ. Tuất thiên về người trọng danh dự, trọng gia đình, có khiếu kinh doanh và cả háo thắng ngầm. Lá số có tính hỏa dày là người tràn đầy năng lượng. Tuổi Ngọ tháng Tuất là người có sao Hoa Cái, mật mã tài hoa, thông minh sáng dạ. Mệnh nữ có sao Hoa Cái, cá tính rất mạnh, dễ dẫn đến cô đơn. Tuổi Canh Ngọ sinh từ 18 tháng 10 cho đến 22 tháng 10 dương lịch, tiết khí hàng lộ, dụng thần đầu tiên đa phần là mộc, dụng thần thứ hai là hỏa. Tuổi Canh Ngọ sinh từ 23 tháng 10 cho đến 6 tháng 11 dương lịch, tiết khí sương gián, dụng thần đa phần là mộc, dụng thần thứ hai là thủy. Tuổi Canh Ngọ sinh từ 7 tháng 11 cho đến 16 tháng 11 dương lịch, tiết khí lập đông chuyển mùa, dụng thần đầu tiên có thể là mộc, dụng thần thứ hai không thể xác định nếu thiếu ngày sinh. Mệnh thiếu mộc dùng màu xanh lá, còn màu của hỏa là đỏ tím vàng hồng. Mệnh thiếu mộc nên ăn chay, ăn nấm là mộc, vòng gỗ trầm là mộc, ở nhà nhiều đồ gỗ. Hình tượng có thể dùng hổ mèo là mộc, mua hoa đi nhà sách là nạp mộc. Giờ may mắn của mệnh thiếu mộc nên tận dụng vào buổi sáng và buổi trưa. Nhóm 10, người tuổi Canh Ngọ sinh tháng Đinh Hợi, sinh từ 17 tháng 11 cho đến 16 tháng 12 dương lịch. Năm Canh Ngọ sinh tháng Đinh Hợi, nếu tuổi Ngọ cố chấp hướng ngoại thì sinh tháng Hợi giảm nhiều phần đó. Tính cách của Hợi có phần hướng nội. Tháng Hợi đại diện cho người hiền hòa, tốt bụng nhưng có phần cọc tính. Giai đoạn trước 40 tuổi, vận trình của mệnh nữ trắc trở hơn mệnh nam. Sau 40 thì mệnh nữ có phần tốt hơn. Canh Ngọ sinh từ 17 tháng 11 cho đến 16 tháng 12 dương lịch. Mùa này tiết khí đại tuyết và đông chí là mùa lạnh. Dụng thần đầu tiên đa phần là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Trừ ai sinh mệnh ngày thuộc Nhâm, không nên dùng hỏa. Mệnh thiếu hỏa nên biết dùng màu đỏ tím hồng là hỏa, ví dụ như ốp lưng điện thoại màu đỏ màu hồng. Màu của mộc là xanh lá, hình tượng ngựa rắn chó đều là hỏa. Vào bếp nấu ăn là nạp vận hỏa và tăng vận đào hoa. Hình nhọn hình tam giác là hỏa. Giờ may mắn của mệnh thiếu hỏa là buổi trưa, càng về khuya càng khó phát huy sáng tạo. Ăn lẩu, ăn đồ nướng là hỏa. Nhóm 11, người tuổi Canh Ngọ sinh tháng Mậu Tý, sinh từ 17 tháng 12 năm 90 cho đến 15 tháng 1 năm 91 dương lịch. Năm sinh Canh Ngọ sinh tháng Tý là người có mật mã đứng đầu.
mệnh thủy vượng hỏa suy. Ngọ hỏa khi giận dữ không thể kiềm chế, là một người cực đoan, dữ dội như lửa thiêu, thì tháng sinh Tý Thủy tượng trưng cho sức mạnh của thủy, rất ngạo mạn, cố chấp, khó khuất phục. Nhóm người này có thể làm việc lớn nhưng không khéo mất tất cả. Thời vận của nam và nữ hiện tại không đẹp, nhất là mệnh nam. Trừ ai sinh mệnh ngày có thiên can thuộc tân hoặc thuộc nhâm sẽ gặp vận khá tốt. Với ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc kỷ sẽ có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ. Ai sinh mệnh ngày thiên can thuộc nhâm sẽ có mật mã hồng diễm, mật mã trắc trở đường tình duyên. Canh Ngọ sinh từ 17 tháng 12 năm 90 cho đến ngày 15 tháng 1 năm 91 dương lịch. Mùa này tiết khí đông chí và tiểu hàn, là mùa lạnh. Mệnh thủy vượng hỏa suy, dụng thần đầu tiên đa phần là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Trừ ai sinh mệnh ngày thuộc nhâm, không nên dùng hỏa. Người thủy vượng ở bất kỳ ngôi nhà nào dễ bị ẩm thấp, rỉ nước và ngập lụt. Mệnh thiếu hỏa nhất định phải thường xuyên vào bếp nấu nướng, giúp tăng vận hỏa và tăng vận đào hoa. Ăn lẩu đồ nướng là nạp hỏa. Quần áo, xe cộ, trang sức nên có màu đỏ, tím, hồng. Có thể dùng màu của mộc như xanh lá. Hình tượng như ngựa, rắn, chó đều là hỏa. Hình tam giác, hình nhọn là hỏa. Giờ may mắn của mệnh thiếu hỏa là buổi trưa, càng về khuya khó phát huy sáng tạo. Nhóm 12, người tuổi Canh Ngọ sinh tháng Kỷ Sửu, sinh từ 16 tháng 1 năm 91 đến ngày 14 tháng 2 năm 91 dương lịch. Sinh năm Canh Ngọ, sinh tháng Kỷ Sửu, mùa này tiết khí lạnh, bắt đầu chuyển mùa dần qua xuân. Nếu năm Ngọ thiên về người hướng ngoại, khá nóng tính, thì sinh tháng Sửu lại thiên về nội tâm, lầm lì, đôi lúc cộc cằn. Sửu thổ còn đại diện cho đất đai, nhà cửa. Nhóm người tuổi Canh Ngọ sinh tại thời điểm này, hiện tại mệnh nữ có vận tốt hơn mệnh nam. Mệnh nam đang hành vận thuộc thủy, thời điểm thủy vượng khó giữ được tiền. Canh Ngọ sinh từ 16 tháng 1 cho đến ngày 3 tháng 2 năm 91, tiết khí đại hàn, dụng thần đa phần là hỏa, dụng thần thứ hai là mộc. Canh Ngọ sinh từ 4 tháng 2 năm 91 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 91, tiết khí lập xuân, dụng thần đầu tiên đa phần là hỏa, dụng thần thứ hai không thể phân định nếu thiếu ngày sinh cụ thể. Mệnh thiếu hỏa nhất định phải vào bếp nấu nướng, tăng vận hỏa. Nhất là với nữ đã có gia đình, càng nên thường xuyên vào bếp nấu nướng. Quần áo, trang sức, xe cộ nên dùng màu ấm như màu đỏ, tím, vàng, hồng. Có thể dùng màu của mộc như xanh lá. Ăn lẩu, ăn đồ nướng là nạp hỏa. Hình tượng ngựa, chó, rắn là hỏa. Giờ thần, giờ may mắn của mệnh thiếu hỏa là từ 11 giờ trưa cho đến 13 giờ trưa. Vì vậy nên tận dụng vào giờ này, càng về khuya khó sáng tạo. Khải Toàn vừa hướng dẫn cách tra dụng thần cho tuổi Canh Ngọ theo 12 tháng sinh rất chi tiết. Kết hợp năm sinh và tháng sinh, mức độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, nếu biết thêm ngày giờ sinh, mức độ chính xác sẽ toàn diện. Biết được dụng thần, các bạn vào web của Khải Toàn xem mô tả chi tiết theo từng ngũ hành để ứng dụng. Điều mà thầy thực số khó lòng nhận biết được đó chính là nhân quả kiếp trước và người đang bên cạnh. Hai yếu tố này có phần ảnh hưởng đến mỗi người. Ví dụ, ở vận không tốt nhưng đang bên cạnh cha mẹ vợ chồng là những người đang có vận tốt, ta sẽ ảnh hưởng lây phần nào tốt của họ. Người tuổi Ngọ thường khá nóng tính, muốn giảm tính nóng nảy nên tập ngồi thiền mỗi ngày chỉ cần 10 phút. Hành thiền vài tháng giúp tâm an, tính tình dễ mến. Trên tất cả, ngày tháng năm sinh của mỗi người sinh ra là một mật mã của cuộc đời. Nếu muốn cải biến từ xấu qua trung bình, từ trung bình qua tốt vẫn có thể được. Phương pháp cải biến là bố thí.
bố thí tích phước đức, bố thí lời nói, bố thí công đức, bố thí tiền của. Đồng thời dành thời gian tu tâm dưỡng tánh, tâm an tịnh là một loại phong thủy tốt nhất. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.